Phía bên dưới có ghi dòng chữ nhà xuất bản Hồng Đức. Bên trong cuốn sách này là những câu chuyện rất hay, được in với những dòng chữ rõ ràng về ý chí và nghị lực trong cuộc sống. Các bạn có biết ý chí và nghị lực là gì không? Đó là sự quyết tâm, nhẫn nại, cố gắng vươn lên, đạt được ước mơ của chính mình, cho dù gặp bao nhiêu khó khăn, thử thách hay vấp ngã. Trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều khó khăn, thử thách. Nếu chúng ta yếu đuối và hèn nhát thì chúng ta sẽ thất bại và gục ngã. Nhưng nếu chúng ta có ý chí và nghị lực thì chúng ta sẽ tự tin đương đầu với tất cả những khó khăn phía trước. Nếu như trong chúng ta không ai có một ý chí, một sức mạnh tiềm tàng thì khó có thể đương đầu với tất cả những khó khăn phía trước. Điều này đặc biệt có ý nghĩa đối với lứa tuổi học trò của chúng mình. Con người là chủ nhân tương lai của đất nước. Là những câu chuyện hấp dẫn và thú vị, cuốn sách chuyện kể về ý chí và nghị lực này sẽ đem đến cho các bạn nhỏ chúng mình những trải nghiệm và khám phá mới mẻ, trở thành hành trang quý giá theo suốt cuộc đời. Qua câu chuyện nhỏ giản dị móng ước của gà con, chúng ta có thể thấy được một chút thấp thoáng hình bóng của mình ở trong đó. Gà con luôn mơ ước được trở thành một thầy giáo, được đứng trên bục giảng, giảng bài cho các em học sinh. Nhưng gà con rất buồn khi nghĩ điều ước đó sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Vì chả hiểu tại sao, mỗi khi cậu ấy đứng ở nơi đông người là cậu ấy lại cứ nói lắp ba lắp bắp. Vì thế, ở trong lớp, cậu ấy thường đứng ra ngoài mà khóc thầm. Được sự cổ vũ của thầy hiệu trưởng, gà con cảm thấy tự tin hơn. Hàng ngày, ngoài việc tích cực luyện đọc thật to, gà con còn luyện hùng biện trước lớp nữa. Cuối cùng, sự cố gắng và nỗ lực của gà con đã được đền đáp xứng đáng. Điều quan trọng nhất là cậu ấy đã thực hiện được mơ ước của cả cuộc đời mình. Qua câu chuyện về sầu đi đi hát, chúng ta lại có thể thấy được sự nỗ lực, cố gắng thực hiện ước mơ của cả cuộc đời mình là một quá trình liên tục đấu tranh chống lại những thử thách phía trước. Cho dù có bị các loài vật khinh thường, nhưng chú ve sầu bé nhỏ của chúng ta vẫn luôn luôn cố gắng thực hiện ước mơ của đời mình. Cuối cùng sự nỗ lực và mong ước của gà con đã trở thành hiện thực, và cậu ấy đã đạt được mơ ước của mình, khiến cho các bạn cảm động và khâm phục. Ý chí và nghị lực luôn là người bạn đồng hành của chúng ta. Nghị lực giúp cho chúng ta có thể tự tin đương đầu với tất cả những khó khăn phía trước, kể cả nỗi mất mát của con người. Thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký bị liệt đôi tay từ năm 4 tuổi. Từ đó, thầy phải tập viết chữ bằng chân. Các bạn cũng biết, việc viết chữ bằng chân là một việc không hề dễ dàng gì. Nhưng thầy đã làm được, vượt lên khỏi số phận. Thầy đã nỗ lực học tập và trở thành một nhà giáo ưu tú. Người có ý chí và nghị lực không bao giờ chịu khuất phục trước số phận, luôn luôn biến khó khăn, nghịch cảm thành động lực mạnh mẽ để giúp họ đạt được những thành công lớn. Xung quanh chúng ta có biết bao nhiêu người đã vượt lên khỏi số phận, chiến thắng những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất để vươn tới thành công. Ý chí và nghị lực là thước đo phẩm giá của con người, là điều mà mỗi chúng ta cần cố gắng để mai này trở thành những người có ích cho xã hội. Cuốn sách chuyện kể về ý chí và nghị lực này sẽ đem đến cho các bạn nhỏ chúng mình những trải nghiệm và khám phá mới mẻ, để mai này các bạn trở thành những người có ích. Cuốn sách này sẽ đem đến cho các bạn những trải nghiệm sâu sắc, để mai này các bạn rút ra những bài học quý báu như nghị lực để vươn lên, chuyện kể về người mẹ, sự tích hoa lay ơn, rùa và ốc sên, câu chuyện người học trò và ba bóng quỷ, đạm bàng và gà. Các bạn thân mến, mình hy vọng rằng khi đọc cuốn sách